Trần Đặng Đăng Khoa là cái tên không xa lạ với cộng đồng đam mê phượt. Anh được yêu mến với những hành trình, trải nghiệm đặc sắc, mang đến cảm hứng đặc biệt cho người thích khám phá những vùng đất mới và còn là nhân vật tích cực đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Sau chuyến hành trình vòng quanh thế giới bằng xe máy, đi qua 65 quốc gia và các vùng lãnh thổ với hơn 80.000 km trong vòng 1.111 ngày. Hôm qua, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa đã xuất phát khởi động hành trình đi vòng quanh thế giới bằng ô tô tải. Chuyến đi nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi trên mạng xã hội. Với Phật thủ Đăng Khoa, một chuyến phiêu lưu mới qua những cung đường đón chờ những thử thách mới là cách để đi tìm ý nghĩa của đời mình. Vì thế, từ đầu năm nay, anh đã chuẩn bị hành trang để thực hiện chuyến vòng quanh thế giới lần thứ hai. Lần này, chàng phượt thủ chọn chiếc xe tải nhỏ, đặt với cái tên thân mật là Shock. Đây cũng là chiếc xe ô tô đầu tiên chàng trai này sở hữu, có ký hiệu biển số xe là 63, quê hương Tiền Giang của anh. Trên xe có khoảng 300 đến 400 món đồ được phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, gồm có nhóm dùng để sửa xe, cứu hộ, vệ sinh cá nhân, nấu ăn, dự trữ, thiết bị quay phim, y tế, giải trí để phục vụ xuyên suốt cuộc hành trình. Chia sẻ thêm về chuyến đi, nam blogger nói, việc lựa chọn đi ô tô có lợi thế là không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết nắng mưa thất thường, khi mệt có thể ngủ lại ở trên xe cho an toàn. Nhưng bù lại cũng có khó khăn, khi ô tô bị sự cố trên đường thì buộc phải gọi xe cứu hộ, thay vì xe máy thì chỉ cần ném nhờ lên một chiếc xe tải nào đó để chở đến nơi sửa chữa. Chàng trai quê Tiền Giang dự tính 3 năm sẽ là khoảng thời gian lý tưởng nhất cho chuyến trải nghiệm lần này. Trên đường đi, ngoài lái xe và khám phá những vùng đất mới, anh phải làm thêm một số công việc như viết bài, chụp ảnh, quay phim để có thêm kinh phí. Nói về những dự định của mình trong tương lai, phượt thủ sinh năm 1987 cho biết, bản thân đã gần 40 tuổi, vì vậy xong chuyến đi này anh sẽ về lập gia đình. Còn chuyến đi thứ 3 dự định sẽ đi bằng đường biển, lần thứ 4 bằng xe đạp hoặc đi bộ.